Xin chào mừng các bạn đến với cái channel của mình là Total War Tuyên Quang, và hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn một cái chia sẻ với các bạn một cái chút kinh nghiệm của mình về cái công tác quản lý ngoại giao trong cái bản Total War Rome 2, tạm dịch là chiến tranh tổng lực La Mã 2. Nói chung thì tất cả các phiên bản thì nó đều có bốn cái nhánh để các bạn quản lý, đó là kinh tế, chính trị, quân sự và ngoại giao. Thì ở mình đã giới thiệu với các bạn một cái chia sẻ về cách quản lý chính trị rồi, đúng không ạ? Đây à, đây để các mình vào làm chính trị rồi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái tab nữa, đó là cái cách quản lý ngoại giao trong trong cái chiến phiên bản này. Để làm ngoại giao thì các bạn vào đây, và diplomacy, ngoại giao, đơn giản thôi không? Ngoại giao thì các bạn phải chú ý cho mình những cái này. Đây. Đầu tiên đó là tên của faction và các cái biểu tượng của họ. Đây, như thế này. Cái này nó hơi khó nhỉ, có thể mình sẽ tìm một cái loạt nào đó nó có chi tiết nhiều hơn một chút xíu thì để các bạn nhìn nó dễ hơn, ngoại giao nó có nhiều vấn đề hơn. Đấy, để chờ chút xíu tìm có một cái đây. Ví dụ như đây, mình sẽ vào đây cái bảng này để ngoại giao vào đây. Các bạn sẽ nhìn này, ở đây thì có khá nhiều các cái để mình ngoại giao. Đây, đây là các cái phe phái mà chúng ta có thể quan sát được. Chúng ta chỉ nhìn thấy những cái phe phái này khi mà chúng ta nhìn thấy nó nhé. Còn nếu như không quan sát, chúng ta chưa mở map ra nhìn thấy được thì cũng không nhìn thấy được những phe phái này đâu. Các cái điểm quan hệ ngoại giao thì nó có chia làm các loại sau. Đây là liên minh phòng thủ này. Đây là chư hầu này. Đấy, liên minh phòng thủ. Đây là đồng minh quân sự này. Đấy, liên minh phòng thủ, chư hầu, đồng minh quân sự. Và đây là cái hình mà có cái kiếm như thế này, là hai quốc gia này đang chiến tranh với nhau. Mình và cái thằng này đang chiến tranh với nhau. Đấy, đây nó là kẻ thù của mình này. Đây là liên minh phòng thủ của mình này. Đây là đồng minh quân sự của mình này. Đấy, cái hình có cái đây có cái bông nguyệt quế và cái kiếm này. Còn cái hình này mình chả biết gọi nó là cái gì nữa. Đây, cái khiên. Và có cành cái nguyệt quế thì gọi là. Còn cái biểu tượng mà có cái như này thì là chư hầu. Đó. Đây, nhưng mà đấy là mình giới thiệu về các cái ký hiệu thôi. Còn đây, các bạn nhìn cái hình xanh xanh này này. Mà có cái chẳng biết gọi nó là như nào, nhưng cái này biểu tượng này có nghĩa là chúng ta đang giao thương, hai quốc gia đang giao thương với nhau. Mình và cái phe này đang giao thương với nhau. Và số tiền chúng ta nhận được từ cái giao thương này là 764 đồng, cái con số bên dưới các bạn nhìn thấy không? Đấy. Mình xem có thằng nào mà mình trade được nhiều tiền nhất này. Có lẽ là thằng Ai Cập. Đấy, được 1.730 đồng từ giao thương với nó. Đấy, chúng ta được khá nhiều tiền từ thằng này. Xem thằng này nào. 1.500. Đấy. Đây, đây là cái tab để quản lý giao thương các bạn ạ. Nói chung mà về ngoại giao đấy, chúng ta giao thương, thực ra kinh tế và ngoại giao thì mình rất khó để giải thích cho các bạn rõ ràng, bởi vì nó vừa là ngoại giao thì có thể cả ngoại giao kinh tế và ngoại giao chính trị, ngoại giao quân sự, mọi cái nó đan xen vào nhau. Nhưng mà ở đây tab này thì hôm nay thì mình sẽ chỉ giới thiệu với các bạn về các cái điểm vấn đề trong ngoại giao thôi. Để ngoại giao thì đầu tiên bạn phải vào đây. Đây, đầu tiên các bạn cứ vào cái diplomacy này để ngoại giao này. Bạn kích vào một cái faction mà bạn muốn này để ngoại giao. Thí dụ như thằng này thì nó là chư hầu mình rồi thì thôi, nhưng mà đây, những thằng này bắt đầu là chưa có cái gì thì chúng ta sẽ kích vào. Bạn nhấn hai cái chuột vào như này, rồi chọn cái vào đây, và chọn vào cái ADD offer. Cái đầu tiên là để các bạn yêu cầu nó trả tiền hoặc là bạn chi tiền cho nó. Đấy, yêu cầu nó trả tiền hoặc là chi tiền cho nó. Đấy chưa? Đấy. Cái thứ hai. The door is open to you. But if you wish to go beyond the courtyard within. Chúng ta có thể đề nghị nhiều cái giải pháp ngoại giao cùng một lúc. Đấy, đây là một cái nhá. Tiếp đến là các cái khi cái bạn dùng cái này rồi thì những cái này nó sẽ mất đi. Cái này là đề nghị nó bỏ giao thương với những cái option này, thì hiện tại nó chẳng giao thương với ai cả. Bạn hoặc là nó dừng giao thương. Đấy. Cái thứ ba là bỏ đồng minh. Đấy.
Cái thứ tư là đề nghị cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau. Đấy. Cái tiếp theo này mình giới thiệu đây là bỏ cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với một cái faction nào đó. Cái này là bỏ cái việc triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau đối với một cái faction thứ ba. Cái dòng này này, cả bốn cái dòng này, cái này có thế là bỏ liên minh phòng thủ, cái này là bỏ đồng minh quân sự, cái này là bỏ quan hệ chư hầu với một faction nào đó. Ví dụ như đây, mình nói gần này chư hầu. Nhưng mà mấy cái này mình giới thiệu các bạn thôi, bởi vì gần như chúng ta không dùng đâu. Nhưng cái này quan trọng này, cái này là đề nghị giao thương với nhau. Và các bạn nhìn thấy cái số tiền sau, 765 đồng. Nếu mình giao thương với thằng này thì mình sẽ nhận được 765 đồng mỗi lượt. Ở cái lượt tiếp theo thôi, bởi vì mỗi lượt nó sẽ có sự thay đổi do là nó biến động, do cái nó mất đất này, do nó xây dựng thêm được công trình này, hay mình xây dựng thêm được các cái công trình hỗ trợ này, hoặc là nó bị cướp bóc gì đó. Đấy. Nên con số đấy nó không cố định đâu. Đây là đề nghị nó trở thành đồng minh của mình. Cái này, cái dòng này là để là chúng ta sẽ tuyên chiến với nó. Cái dòng này là cái dòng mà chúng ta sẽ đề nghị cùng tham chiến. Chúng ta hoặc là phe của nó đề nghị cùng tham chiến chống lại một kẻ thù, một cái phe phái thứ ba. Ví dụ như đây hoặc đây. Đấy. Bạn kích vào như này, rồi sau đó ấn vào nút này là được. Và mình chưa đề nghị thế. Cái này để ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Cái này thì gần như rất hay dùng. Các bạn dùng chủ yếu ban đầu thì khi mà hai faction mới với nhau thì các bạn ký cho mình cái hiệp ước này và cái hiệp ước giao thương đầu tiên. Còn cái tuyên chiến này thì hạn chế dùng này. Nếu như bạn muốn chiến tranh với một phe nào đó thì bạn nên dùng cái giải pháp đề nghị cùng tham chiến này thì hay hơn. Như vậy thì bạn sẽ không bị lôi kéo, bởi vì khi bạn tuyên chiến như này bạn sẽ lôi cả đồng minh ở đây này, cái đồng minh hoặc là liên minh phòng thủ của nó vào cuộc chiến. Như vậy thì các bạn sẽ không phải là giải pháp hay đâu. Đấy. Đây, cái tiếp đến là cái liên minh phòng thủ. Và thế liên minh phòng thủ và đồng minh quân sự nó khác nhau ở như nào thì như này. Liên minh phòng thủ thì khi mà cái thằng này nó chủ động đi đánh thằng khác thì những cái thằng thuộc liên minh phòng thủ của nó sẽ không nhất thiết phải tham chiến cùng. Đấy. Có nghĩa là nó có thể đi đánh ai thì đánh, nhưng mà những cái thằng mà thuộc liên minh phòng thủ của nó như thằng này với thằng này, nó sẽ không nhất thiết phải tham chiến cùng. Nhưng nếu như mà nó có các cái đồng minh quân sự, đâu để mình tìm xem nào, có cái phe nào nó có đồng minh quân sự. Đến giờ này thì chả có thằng nào có đồng minh. À đây 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 đây. Đây như thằng này. Nếu như mà bây giờ mình đánh nhau với thằng này thì ở đây nó có một liên minh phòng thủ và một thằng là đồng minh quân sự. Nếu như mà mình đấy nha, nếu mình tuyên chiến với nó thì cái thằng đồng minh quân sự này nó sẽ có một sự lựa chọn. Nó có hai sự lựa chọn. Một là sẽ phải buộc phải bỏ đồng minh với cái thằng này. Nếu mình tấn công thằng này thì thằng này nó sẽ có một cái sự lựa chọn, đó là đồng minh của thằng này này. Đấy. Nó sẽ buộc có một cái sự hai sự lựa chọn. Tất cả những thằng đồng minh của cái thằng này nó sẽ có hai sự lựa chọn. Một là sẽ cùng với thằng này tham chiến chống lại cái quốc gia mà tuyên chiến với thằng này, hoặc là phải buộc phải bỏ đồng minh. Đấy. Đấy. Còn những cái thằng mà nó chỉ là liên minh phòng thủ như thế này thì khi mà thằng này nó đi tuyên chiến thì không ảnh hưởng. Nhưng nếu bị tuyên chiến thì liên minh phòng thủ này nó sẽ có, cũng có hai cơ hội. Đó là có thể bỏ liên minh phòng thủ hoặc là tham chiến cùng. Còn nếu nhà đồng minh quân sự thì cả hai chiều luôn, hoặc là thằng này nó đi đánh ai hoặc là nó bị ai đánh thì đều, thì như tất cả những đồng minh của nó sẽ phải có hai lựa chọn đó. Còn liên minh phòng thủ chỉ khi thằng này bị tấn công thì nó mới phải kêu gọi đến cái giải pháp đó thôi. Đấy, đây các bạn nhớ cho mình nhé. Đấy là về vấn đề ngoại giao. Thế là mình nói kỹ một chút để các bạn có cái sự tìm hiểu. Cái này là đề nghị nó trở thành chư hầu của mình. Khi nó trở thành chư hầu của mình thì chúng ta sẽ được cái gì? Các bạn nhìn này. Khi nó trở thành chư hầu thì 10% thu nhập của cái faction này nó sẽ phải luộc vào ngân khố của chúng ta. Đấy. Nó vẫn có những chính sách ngoại giao rất rõ ràng. Nó có vấn đề đồng minh với một phe phái nào đó. Đây, thí dụ như thằng này nó là chư hầu của mình đấy, đúng không? Nó vẫn có thể giao thương với bất kỳ ai, nó có thể đồng minh với ai, liên minh phòng thủ bất kỳ ai, và cũng có thể chiến tranh với bất kỳ ai mà nó cần hoặc nó thích. Nhưng mà nó phải luộc thuế cho mình, thế thôi. Cái này nó gọi là chư hầu. Chứ còn nếu mà là thuộc địa ấy, đây này,
Ví dụ như cái thằng này nó có rất nhiều thuộc địa này, đây là đây là thuộc địa của nó này. Những thằng này không có chính sách ngoại giao, những thằng này sẽ buộc chính sách ngoại giao của nó phải phụ thuộc vào thằng này. Có nghĩa thằng này, bọn này nó chỉ có một cái chính sách ngoại giao duy nhất mà nó có thể làm, đó là giao thương với những thằng không phải kẻ thù với mẫu quốc là cái thằng này. Đấy. Còn ngoài ra thì nó không có quyền tuyên chiến với ai, cũng không có quyền bỏ chiến tranh với ai cả. Đấy. Tất cả mọi nó có thể bị phe khác tuyên chiến, chứ nó không được quyền đi tuyên chiến ai cả, nó không có quyền đó. Đấy. Thì đấy là trường hợp là thuộc địa. Thế thôi, hôm nay thì mình giới thiệu qua qua một chút thế với anh em, để anh em có cái kiến thức về ngoại giao. Nói chung thì tùy faction thôi, nhưng mà faction Rome này thì chúng ta chỉ bắt được làm chư hầu chứ không bắt làm thuộc địa được, chỉ có mấy thằng ở phương đông này thôi thì mới bắt làm thuộc địa được, các phe khác làm thuộc địa được thôi. Đấy. Nói chung thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn về cái ngoại giao, vấn đề ngoại giao thế thôi. Còn nếu anh em có thêm những câu hỏi gì thì mình có thể làm ở các cái video khác. Nếu anh em nào, anh em hãy like, subscribe và chia sẻ video giúp mình nhé, để kênh của mình cũng như cộng đồng Total War Việt Nam sẽ phát triển hơn. Vì đây là một cái dòng game rất là khó, nên là rất ít người chơi, rất ít người biết đến và rất khó chơi. Còn nếu anh em nào có điều kiện kinh tế thì có thể ủng hộ mình qua cái link phía bên, cái số tài khoản phía dưới video, để mình có điều kiện để phát triển làm thêm các cái video khác cho anh em. À đây có một cái nữa, các bạn nhìn thấy cái con thuyền mà có cái đường đứt quãng này không? Đây chính là cái số tiền các bạn nhận được từ hoạt động giao thương với các phe phái nó qua cái cảng này. Ví dụ như các bạn nhìn này, đấy, cái số tiền nhận được này và các cái tài nguyên các bạn giao thương được. Đấy. À đây, để mình giới thiệu các bạn, đây là trade, đây là tiền thu nhập từ thuế thì không nói, đây trade, tab này là tab trade này. Đây là những cái faction chúng ta đang giao thương. Các bạn nhìn này, số tiền chúng ta nhận được từ giao thương với các faction đây. Đấy. Thằng Đức này, số tiền chúng ta nhận được và đây là những tài nguyên chúng ta đem đi giao thương và nhận được. Đấy. Bạn thấy không? Đây là số mà chúng ta đem đi giao thương này, cái này là chúng ta giao thương được này. Đấy. Cái thằng này nó có những cái tài nguyên này, chúng ta lại có những tài nguyên này. Đây là tài nguyên của nó, đây là tài nguyên cái của chúng ta và tiền chúng ta nhận được. Cái này rất quan trọng bởi vì là để xây dựng một số các cái công trình đặc biệt, ví dụ như là cái này này, các bạn cần có gỗ. Xây dựng công trình quân sự các bạn cần có sắt. Đấy. Thì nếu các bạn không có tài nguyên đó thì hoặc là bạn phải chiếm cái vùng có cái tài nguyên đó, sắt này, gỗ này này. Cái này, thủy ngân này thì để phát triển cái công trình tăng cái nghiên cứu. Nói chung là mỗi một cái công trình nào đó khi các bạn kích vào ấy, nó sẽ hiện lên là các bạn cần đòi hỏi các bạn có tài nguyên gì. Như ở đây thì mình có đủ hầu hết rồi nên nó không hiện rõ thôi. Nó sẽ hiện cái hình đỏ như này này, bên dưới này, bên dưới cái chữ, cái này là để nghiên cứu này. Các bạn phải kích vào đây thì bạn phải nghiên cứu cái này mới nâng cấp được cái công trình đó. Còn nếu các bạn muốn xây dựng cái công trình ở bên dưới này, nó sẽ có hình đỏ đỏ để các bạn biết là bạn còn thiếu tài nguyên gì để nâng cấp nhà cửa. Đấy. Đây thì hình như là mình đủ hết rồi, mình chỉ thiếu mỗi công nghệ để nâng cấp thôi. Đấy. Đây chúng ta sẽ biết chúng ta giao thương với những ai này. Đấy. Và kiếm được bao nhiêu tiền. Đấy. Giao thương với ai và kiếm được bao nhiêu tiền, là giao dịch được những tài nguyên gì. Đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.